Kẻ cầm đầu phòng chat thứ N theo dõi những sao nữ nào? Nữ diễn viên Kang Sora, Lee Zahi hay nhóm nhạc ITZY, Jisoo của BLACKPINK nằm trong danh sách theo dõi của cho Zobin kẻ cầm đầu phòng chat thứ N. Ngày 25 tháng 3, Sina đưa tin cho Zobin kẻ cầm đầu phòng chat thứ N đã chính thức lộ diện ở đồn cảnh sát quận Jongno, Seoul. Đặc biệt, sau khi danh tính thủ phạm của vụ án được tiết lộ, nhiều minh tinh Hàn Quốc nhận ra cho Jobin đang theo dõi tài khoản Instagram ầm của họ. Tài khoản Instagram có tên cho Jobin theo dõi nhiều ngôi sao nổi tiếng như diễn viên Viên Cang, Sora bạn gái cũ của Huynh Bin, nữ ca sĩ Jisoo của Blackpink hay nhóm nhạc tân binh nữ đình đám nhất hiện nay ITZY. Nhiều khán giả cho rằng kẻ cầm đầu phòng chat thứ N theo dõi họ. Để thực hiện việc đánh cắp thông tin cá nhân và uy hiếp các nghệ sĩ nổi tiếng, người hâm mộ của Jisoo bày tỏ nỗi lo lắng khi thần tượng bị cho Jobin theo dõi. ITZY là nhóm nhạc nữ hiếm hoi, mà cho Zobin theo dõi. Nhóm nhạc có 5 thành viên sở hữu ngoại hình xinh đẹp. Trước đó, vụ việc phòng chát thứ N nổ ra. Hàng loạt nghệ sĩ Hàn Quốc như Yerin, Moon Ga Young, Baek Ye Jin, Hye Ji Geo Lee EXID, Ravi Viss, Jung Yong Hwa CNBLUE, Jun Hyo Sung, Han So Hee, Park Jimin, Hoya. Bức xúc, họ kêu gọi công chúng ký tên, vào bản kiến nghị gửi tới nhà xanh, để trừng trị cho Zobin. Cựu thành viên MOMOLAND là Yeonu cũng nằm trong danh sách những nghệ sĩ nữ. Mà cho Jobin theo dõi, cô gửi lời chấn an tới người hâm mộ. Mọi người đừng lo lắng, tôi đã chặn hắn. Các bạn nên tránh thứ dơ bẩn này ra. Mọi người cẩn thận nhé, nữ ca sĩ nhắn nhủ. Ga in của Brown Girl chia sẻ ảnh chụp. Màn hình cho thấy việc cô chặn tài khoản mang tên cho Jobin trên Instagram và viết OK, tôi chặn anh ta. Ga in nổi tiếng với phong cách âm nhạc sexy, táo bạo. Phòng chat thứ N gồm loạt phòng chat trên nền tảng Telegram Nơi người, dùng chia sẻ công khai những video bạo lực khiêu dâm, xúc phạm thân thể phụ nữ. Nguyên cựu thành viên nhóm Zuri sau khi biết vụ việc cũng như thông tin tài khoản của Chozo, bin theo dõi cô, đã lập tức lên tiếng. Nữ ca sĩ khẳng định, cảm ơn mọi người, đã thông báo cho tôi về điều này. Tôi, đã chặn anh ta ngay lập tức. Tất cả chúng ta hãy sống trong một thế giới sạch sẽ, mà không có rác rưởi. Nữ diễn viên Lee Ra In chia sẻ trên trang cá nhân. Tôi, đã chặn tài khoản bị nghi ngờ thuộc về cho Robin. Tôi rất biết ơn những người, đã gửi tin nhắn trực tiếp cho tôi. Hắn ta thực sự, đã theo dõi tôi. Tôi thậm chí không bao giờ nghĩ về điều này, và nó thật đáng sợ. Tất cả các bạn thức khuya lo lắng cho tôi, tôi xin lỗi, vì, đã thấy tin nhắn của mọi người khá muộn. Kim Ha Young nữ diễn viên xuất hiện trong chương trình Surprise của MBC đã đăng ảnh chụp màn hình tin nhắn một cư dân mạng gửi cho cô, trong tin nhắn, tài khoản mạng khuyên cô, nên chặn cho Robin. Tôi, đã nổi da gà. Quỷ giữ ẩn nấp giữa chúng ta với khuôn mặt bình thường. Tôi thực sự hy vọng anh ta bị trừng phạt bởi pháp luật. Nếu bạn là một con người, nếu bạn được sinh ra như một con người, bạn không thể làm những việc như thế này, cô bức xúc viết. Hãy viết bình luận để cho mọi người biết ý kiến của bạn về sự việc này. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại